nhà hàng tiệc cưới cung đình trong khuôn viên của công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô đang tổ chức một lễ cưới. Đây còn có các biển rửa xe ô tô, xe máy. Và tòa nhà này là trung tâm thể thao chơi tennis trong nhà. Tòa nhà bằng tôn